phở bò. Còn đây là tô bún bò Huế, có huyết nè, có giò, có tái nặng, đầy đủ hết luôn. Và ở đây thì gia vị cũng có đầy đủ như ở Việt Nam luôn. À, tỏi, ớt, tỏi này nè. Ừ. Lâu lắm rồi, hổm giờ mới ngửi được mùi tỏi Việt Nam nè. Đặc biệt không thiếu nước mắm. Người Đài Loan vẫn làm nghề neo nhưng mà họ không có kỹ thuật, không giỏi như người Việt Nam. Cho nên là đối với khách á, là người Đài họ rất thích thợ Việt Nam làm cho. Mến chào quý cô bác anh chị, hiện tại Phong Bùi đang có mặt tại thành phố Đào Viên ở Đài Loan. Và nơi đây có một cộng đồng người Việt sinh sống khá là đông đúc. Và bây giờ thì cùng theo chân Phong để khám phá cái cuộc sống người Việt ở đây nha. Ở đây là một trong những cái nơi được cho là thủ phủ người Việt và một cái trung tâm thương mại. Nếu như mà mọi người đến đây khoảng hơn 2 năm về trước á, thì sẽ bắt gặp được rằng là khoảng 10 người thì tầm khoảng 8 người sẽ là người Việt Nam sinh sống. Nó dày đặc và đông đúc đến như vậy á. Nhưng mà dần dần á, 2 năm qua do dịch bệnh thì ở đây có nhiều sự thay đổi. Chẳng hạn như thế này nè, nhiều người lao động ở bên này thì đã không có cơ hội quay trở lại đây để tiếp tục làm việc nữa. Rồi các cái hàng quán của các cô dâu Đài Loan qua đây lập nghiệp và sinh sống ở đây thì không kinh doanh được nữa, cho nên là đã phải đóng cửa. Và một trong những cái thủ phủ mà được cho là kinh doanh buôn bán sầm uất nhất ở đây thì bây giờ dần dần đã đóng cửa rồi. Mình sẽ cho mọi người xem một vài cái minh chứng nha. Ở đây, ở phía bên này nè, mọi người có thể thấy là đây là một cái bảng hiệu mà bây giờ người ta vẫn đóng cửa rồi, người ta không còn buôn bán nữa. Đây là một cái quán trà sữa của cô dâu Việt Nam ở cứ trong Đài Loan mở nè, Trân Châu trà sữa nước chanh quất. Và vào những cái ngày cuối tuần á nha, rất đông đúc các cái người Việt ở khắp mọi nơi, Đài Trung, Đài Bắc về đây để ăn uống và thưởng thức, thì những cái hàng quán này sẽ hoạt động khá là sầm uất. Nhưng mà bây giờ thì do cái tình trạng là lao động không còn qua đây nhiều nữa, rồi các cái hàng quán buôn bán ế ẩm cho nên là đã đóng cửa bớt rồi. Bên này nữa nè, cô bác anh chị. Trước kia thì đây là một trong những cái tổ hợp vui chơi giải trí của người Việt ở Đài Loan. Nhưng mà bây giờ thì ở đây heo hút một cái nhà hàng kinh doanh karaoke. Hiện giờ ở trên này, mọi người thấy không? Nhà hàng Ngọc Anh Karaoke bây giờ cũng đã đóng cửa. Rồi ở đây thì một cái quán bún chả Hà Nội cũng không mở cửa như bình thường. Bây giờ người Việt sống ở đây thì kinh doanh buôn bán gặp khó khăn sau khi 2 năm thấm đòn về dịch bệnh. Rồi bên này mình cũng thấy nữa nè, rất nhiều bảng hiệu của người Việt. Chỉ có những cái người mà họ cố gắng họ trụ vững được những cái năm dịch bệnh á, thì bây giờ họ vẫn còn có thể buôn bán được. Bảng hiệu, đây là một bảng hiệu nè, cửa hàng Bách Hóa. Thì ở đây thì sẽ bắt gặp rất nhiều các cái cửa hàng ghi bảng hiệu tiếng Việt. Ngày cuối tuần á, thì ở đây thì các cái quầy này sẽ mở ra và buôn bán cực kỳ sầm uất. Và đây là một cái trung tâm thương mại lâu đời ở thành phố Đào Viên. Và rất nhiều người Việt bây giờ thì cũng đã vắng bớt rồi. Mình sẽ tiếp tục hành trình nha. Trước hôm nay thì mình sẽ thưởng thức một cái món ăn đậm chất Việt Nam. Đó là món phở người Việt. Đây mình thấy một bảng quảng cáo tiếng Việt luôn nè. Một cái sim ở nhà đài của Đài Loan nhưng mà lại có quảng cáo tiếng Việt. Điều này minh chứng rằng là nhu cầu phục vụ cho người Việt ở đây cực kỳ lớn. Lên mạng nhanh, giành chiến thắng, 90 ngày data, tốc độ cao. Một cái sim internet thôi nha, mà in hẳn luôn cả cái dòng chữ tiếng Việt. Và điều này minh chứng rằng là phục vụ cho người Việt nè. Đó, qua bên này nữa, rất nhiều. Mình có thể đi ở đây hết một ngày, bắt gặp cực kỳ nhiều các cái cửa hàng bảng hiệu tiếng Việt. Một quán ăn Việt Nam. Đây là một cái quán nữa nè cô bác anh chị. Khi mà vừa đến thì mình sẽ bắt gặp một cái bảng nữa là quán ăn Việt Nam. Phở bò tái, bún bò tái, trứng vịt lộn. Chia sẻ với mọi người là giá hộp vịt lộn ở đây nó mắc gấp 10 lần so với Việt Nam. Một cái hộp vịt lộn ở Việt Nam thì tầm khoảng 8.000 đồng. Thì ở đây thì tầm, xin lỗi là không phải 10 đâu, khoảng 5 lần thôi. Khoảng 50 đài tệ thì tầm 30 mấy ngàn. Thì tầm khoảng gấp khoảng 7-8 lần. Và bên kia nữa là một cái cửa hàng có cái logo của lá cờ Việt Nam và bán rất là nhiều các cái mặt hàng của người Việt. Ở trong nó có nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, bún miếng, mì phở.
Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển vào hướng bên này để cho mọi người xem được cái thủ phủ người Việt sinh sống ở đây như thế nào, và các cái hàng quán Việt Nam á, hoạt động dày đặc cực kỳ nhiều. Ở Đài Loan thì người ta dậy rất là trễ, và ở Việt Nam thì tầm khoảng 5 giờ rưỡi cho đến 6 giờ sáng á, mình sẽ bắt gặp 5 giờ rưỡi đến 6 giờ sáng mình sẽ bắt gặp cái hình ảnh đó là hàng chục người, hàng trăm người ra ngoài đường để uống cà phê. Thì ở Đài Loan thì gần như là không có bắt gặp cái hình ảnh đó. Người ta dậy sớm, người ta mua một cốc cà phê, vừa đi vừa làm và vừa vừa mang đến cái nơi làm để có thể thưởng thức. Và phần lớn á, chia sẻ thêm với mọi người là phụ nữ Đài Loan á, họ rất là ngại cái việc cưới chồng sinh con, cho nên là họ sẽ lựa chọn những cái vật cưng làm một cái thú nuôi giải trí. Cho nên là phụ nữ Đài Loan hạn chế, ít thích cưới chồng lắm. Và để tổ chức một cái lễ cưới đậm chất của người Đài Loan á, thì tốn kém rất là nhiều tiền. Chẳng hạn như phải mua rất là nhiều bánh để làm sính lễ cho phía nhà đàn gái. Cho nên là các ông chồng Đài Loan không đủ kinh tế, và phải một cách đó là muốn có gia đình thì phải tìm các cô dâu ở một số nước khác, Campuchia, ở Philippines, Indonesia, và trong đó có cả phụ nữ Việt Nam. 20 năm trước thì đã có một cái làn sóng các cô dâu Việt ở bên Đài Loan, ở bên Việt Nam cưới chồng Đài Loan rất nhiều. Và bây giờ thì nó đã giảm bớt rồi, nhưng mà vẫn còn diễn ra những cái thực trạng đó. Và trong hơn mười mấy năm qua thì những cô dâu mà đi thế hệ đầu á, bây giờ đã thành công rất là nhiều. Nếu mà mọi người hiểu hơn thì có thể xem lại các video trước của Phong để thấy rằng là các cô dâu đã chịu khó làm chủ kinh tế gia đình như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ qua đường, mình sẽ ghé một cái quán ăn. Phở, bún bò Huế, hộp vịt lộn, cà phê Việt Nam, tất tần tật các hàng quán phục vụ cho người Việt. Phía bên kia đường thôi. Và xin chia sẻ lại câu chuyện á, là ở bên Đài Loan thì người ta thức dậy rất là trễ, và các công ty, các cái hàng quán thường thường mở từ khoảng 9 giờ sáng. Cho nên là ở đây thì dậy sớm đi chăng nữa thì cũng không có hàng quán mở nè. Rồi người ta họ dậy trễ và người ta làm việc rất là muộn. Vì vậy thì buổi tối á, phần lớn người ta đi chợ đêm, người ta ăn. Cho nên là Đài Loan đi đâu cũng gặp những cái khu chợ đêm hết à. Bây giờ qua đường ha. Ở bên Đài Loan thì người ta rất là thích xài xe điện và xe đạp điện. Vì vậy thì ở đây các cái quầy á, người ta sẽ có những cái chạm sạc pin như thế này nè. Ở đây thì người ta sẽ xài một cái ứng dụng trên điện thoại và sau đó quét cái mã code này để có thể thay thế pin sạc. Thì mình có sử dụng một số phương tiện như là xe ô tô, taxi nữa. Thì với những cái phương tiện mà sử dụng xe điện á, để giảm khí thải thì cái tiền cước này rẻ hơn so với những xe sử dụng xăng. Ở bên này người ta khuyến khích và bảo vệ môi trường cực kỳ lớn. Và đây là những cái trạm sạc để xe điện nha. Mà mình nghĩ rằng là tương lai Việt Nam mình sẽ có những cái trạm này, và các phương tiện sử dụng xăng sẽ loại bỏ dần dần, thay thế những cái trạm như thế này, và hoàn toàn quản lý qua ứng dụng điện thoại hết. Cứ hết pin, hết điện á, thì vô đây thay pin, thay điện và tiếp tục di chuyển tiếp tục thay vì đổ xăng. Sau một hồi đi bộ thì bây giờ mình cũng đã đến cái khu vực phố của người Việt Nam. Và ở đây thì xa xa mọi người có thể thấy là rất là nhiều bảng hiệu ghi dòng chữ tiếng Việt. Và trước khi đến khu phố đó thì mình tạm chia sẻ với mọi người một ít thông tin. Ở đây có một cái phương tiện công cộng mà mình cũng rất là thích, đó là phương tiện xe đạp này. Đó, mọi người xài app và sau đó là mượn xe đi tới những cái địa điểm công cộng đó. Ví dụ hôm nay mình đang ở quận nhất và mình không có xe máy mình đi, thì mình tới đây mình cài đặt cái phần mềm. Trên phần mềm đó nó có tất cả những cái thông tin cá nhân của bản thân mình. Và sau đó thì mình được mã hóa, mở được cái khóa này. Và mình chạy di chuyển tới quận 5. Quận 5 nó sẽ có những cái trạm như thế này. Và mình gắn vào lại, mình trả lại thì trên ứng dụng nó sẽ quản lý rằng là mình đã trả lại chiếc xe đó rồi. Và mình không phải đóng cái tiền làm mất xe nữa. Vì vậy thì người ta sẽ làm những cái chiếc xe đạp điện công cộng như thế này, làm phương tiện di chuyển. Và người Đài Loan thì hạn chế mua xe. Đó là cách để giảm bớt cái kẹt xe. Bây giờ thì mình sẽ qua phố Việt Nam nha. Ở bên này thì muốn qua đường phải chờ đèn xanh dành cho người đi bộ mới được qua, chứ không thể nào tự nhiên. Và vừa mới đến thì mình đã bắt gặp một cái bảng hiệu rồi. Đây một bảng hiệu bán Bách Hóa Sài Gòn. Đó, đồ ăn Việt Nam. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người mấy cái món ăn Việt Nam. Vừa mới tới thì có bánh bía nè, bánh bía Việt Nam nè, dưa leo, rất là nhiều món Việt Nam. Chú hả? Dạ.
cô chia sẻ tạp hóa xíu nha. Ở đây thì mình nhìn vào trong đó nha, mình thấy có mì gói nè, rồi cà phê, rồi nước mắm, tất tật các gia vị luôn, nên là không có thiếu gì hết. Có cả bánh tráng nè. Bánh hoàn toàn là phụ đề tiếng Việt và phục vụ cho người Việt, cho nên ở bên này đó, muốn ăn ẩm thực Việt thì cũng có. Kế bên cái cửa hàng bách hóa Việt Nam thì bên này thì mình thấy có một cái cửa hàng cũng bán tất tần tật các cái món ăn Việt Nam luôn. Có nè, cà phê, rồi những cái nước uống thuần Việt Nam đó. Hai cửa hàng kinh doanh phục vụ cho cộng đồng người Việt ngay tại thành phố Đào Viên. Còn bên này cũng một cái tiệm điện thoại cũng ghi những cái song ngữ tiếng Việt luôn đó, rất là nhiều, rất là nhiều nha. Chút nữa thì mình sẽ ghé vào một cái quán này mình ăn tối đi. Đây, nhưng mà mình sẽ chia sẻ trước cho mọi người xem một cái quán có tên là Adam Quý, và có tất tật những cái menu tiếng Việt, chẳng hạn như là phở bò tái nè. Một cái tô phở bò tái này á thì tầm cái giá nó 120 đài tệ thì khoảng tầm 90 đến 100 ngàn đồng tiền Việt. Rồi bún bò Huế 180 đài tệ thì khoảng 150 ngàn đồng ở tiền Việt Nam. Đó, rất là rất nhiều món. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chứ không quay lại đây để mình thưởng thức. Phía trước là một anh đang bán bánh mì Việt Nam kìa. Bên này cũng tìm điện thoại. Tìm điện thoại cũng ghi những cái dòng chữ tiếng Việt luôn. Đó. Thậm chí là dịch vụ chuyển tiền ở đây mọc lên cũng như nấm, vì rất là nhiều người qua đây á, họ lao động, rồi phần lớn là những khoản tiền lương tích góp xài một đồng, còn 9 đồng thì gửi về quê. Cho nên là các cái công ty chuyển tiền ở đây thì có thể hoạt động khá là tốt. Và ở đây thì nó khác biệt so với các cái nơi mà mình đã từng chia sẻ đó, như là Đài Trung, Đài Bắc, thì ở đó là phần lớn là các cô dâu Việt cưới chồng bên này lập nghiệp. Thì riêng ở Đào Viên này á, phần lớn là những cái bạn đến từ miền Trung, ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, là những người qua bên này để lao động phổ thông và lao động làm công ăn lương theo hình thức là hợp tác lao động. Cho nên là sẽ bắt gặp ở đây thì rất là nhiều các bạn trẻ, những người trong độ tuổi lao động. Phía này là có một cái quán nước nè, đậm chất miền Bắc và Việt Nam, nghĩa là có thuốc lào, có quầy nước, rồi có thuốc lá. Thậm chí phía kia mình thấy là có cái bán gói thuốc Hà Nội á, gói thuốc Hà Nội, gói giấy á. Nhưng mà do là hình ảnh quay gói thuốc lên thì nó không có được hay lắm. Tại vì theo nền tảng YouTube, Facebook á, thì cái việc quảng cáo thuốc thì nó sẽ bị hạn chế, cho nên là mình sẽ không ghi hình cái hình ảnh gói thuốc đó. Nhưng mà mọi người thì thấy là một cái quầy nước đậm chất phong cách ở miền Bắc đang có mặt tại Đài Loan. Và bây giờ thì mình quay trở lại, mình sẽ quay trở lại đây để mình thưởng thức cái món ăn ở Đài Loan như thế nào, nó có giống như ở Việt Nam hay không nha. Nãy giờ mọi người thấy không, mọi người đi qua đi lại nói chuyện hoàn toàn là bằng tiếng Việt hết. Đây là một cái quán mà theo như cộng đồng người Việt á, ở Đài Loan, mấy cô ở Đài Bắc á, có giới thiệu mình là khi mà xuống cái ga Đầu Viên á, thì ghé quán Adam Quý để thưởng thức. Tại vì các cái món ăn ở đây nó khá là thuần ẩm thực Việt. Có cả tương ớt Việt Nam. Khoảng hơn 20 năm trước thì các cái món ăn Việt rất là khó, nhưng dần dần khi mà các cô dâu Đài Loan á, qua đây nhiều á, thì bắt đầu mọi người có nhu cầu ăn uống đồ ăn Việt nhiều, dẫn đến là một vài công ty xuất nhập cảnh hàng hóa, họ đã đưa những cái món hàng Việt Nam về qua Đài Loan, thậm chí là có những cái hạt nêm rồi gia vị từ Việt Nam qua đây luôn. Đây, nhìn menu cho mọi người xem nè. Phở bò tái, phở bò chín, phở bò đặc biệt 180 đài, khoảng 150 ngàn tiền Việt Nam ha. Mình sẽ gọi hai tô, một tô bún bò Huế với có bánh mì nữa nè, bánh mì Adam Quý đặc biệt với giá là 150 đài tệ, 150 ngàn tiền Việt Nam. Cà phê ở đây cũng có giá khoảng 70-80 ngàn đồng một ly tiền Việt Nam.
mình sẽ kêu một tô phở bò tái nạm để thưởng thức, để thử là có thuần Việt không nha. Ở đây thì là một cái tiệm vừa bán cà phê vừa bán món ăn, và mọi người đồn thổi rằng là quán này nổi tiếng về bán cà phê buổi sáng rất ngon. Ở phía trước là có một cái xe bánh mì luôn nha. Bánh mì mình thấy là ổ bánh mì y như Việt Nam, cũng phía trong đặc ruột, rồi vỏ thì giòn, rồi có thịt xá xíu nè, chả lụa nè, rất nhiều. Và ở đây thì mình không gặp các cái cô gái Việt Nam lớn tuổi, mà gặp rất là nhiều các bạn trẻ thanh niên, thì phần lớn là những cái bạn hợp tác lao động qua bên đây. Bây giờ thì món ăn của mình đang chuẩn bị đem ra rồi, mình sẽ cho mọi người xem thử rằng bún bò Huế, phở bò ngay tại Đài Loan có giống như ở Việt Nam không nha. Giá thì sẽ mắc hơn ở Việt Nam rồi, vì thứ nhất là để có được những cái cộng hành hoặc là những cái nguyên liệu để chế biến thì nó sẽ tốn kém chi phí vận chuyển hơn, rồi tỷ giá đồng tiền bên này nó có giá hơn so với bên Việt Nam, cho nên là đôi khi cái chuyện mắc hơn một xíu cũng là một sự hợp lý. Rau rau đây, phở bò. Nhiều ghê trời. Cho mình thêm một đĩa rau nữa ha. Đây, cho mọi người xem nè. Đây là tô phở bò, còn đây là tô bún bò Huế. Có huyết nè, có giò, có tái nạm, đầy đủ hết luôn. Và ở đây thì gia vị cũng có đầy đủ như ở Việt Nam luôn. Tỏi, ớt. Tỏi này nè. Lâu lắm rồi, hổm giờ mới ngửi được mùi tỏi ở Việt Nam nè. Đặc biệt không thiếu nước mắm. Nước mắm Việt Nam nè ha. Đã không? Và có sa tế luôn. Sa tế bên Đài Loan thì nó không có cay. Không biết là hôm giờ mà ăn các quán ở Đài Loan thì nó không có cay, nhưng không biết là sa tế quán này nó có cay như vị ở Việt Nam không. Đây có tỏi ớt luôn nè. Ở đây thì nó thiếu một số loại rau mùi, nhưng mà cũng thông cảm vì rau mùi ở bên này xứ lạnh á, cho nên cũng hơi khó. Mình cho mọi người xem nha, một cái tô phở. Bánh thì bánh nó giống bánh ở Việt Nam ha, cũng mềm, mình ăn thử được miếng đi. So với khẩu vị ở Việt Nam á, thì cái tô phở này có sự điều chỉnh. Thứ nhất là không có hạt nêm, cho nên cái vị nó hơi nhạt. Hoàn toàn người Đài Loan á, người ta không ăn hạt nêm nha, không ăn bột ngọt và hạt nêm. Mặc dù bên này có những cái nhà máy sản xuất bột ngọt nổi tiếng như là Peda, nhưng mà bên này không có xài. Cho nên là những cái vị ăn ở đây, nếu mà ai mà quen cái việc ăn bột ngọt á, thì sẽ không ăn quen những cái món ăn như vậy. Nhưng mà mình nghĩ là hạn chế được thì nó sẽ tạo cái món ăn thanh đạm hơn và nó tốt cho sức khỏe hơn. Và mình thử một miếng rồi đi ha. Cái cọng hành ngò nó thơm lắm. Nó không có một số cái... Ở bên đây thì mình sợ là ăn hành ngò nó không có vị thơm như ở Việt Nam, nhưng mà cực kỳ thơm. Rồi bây giờ thì chắc là mình xin tạm dừng và tiếp tục sau phần này thì mình sẽ đi dạo con phố này để mọi người xem được cái cuộc sống người Việt ở đây như thế nào. Và đang ngồi trong quán á, thì quán đang mở một cái bài hát nhạc bolero và nhạc thuần Việt luôn, rất thú vị ha. Bây giờ thì mình thưởng thức và tạm ngưng nha. Sau khi thưởng thức xong tô phở thì bây giờ mình sẽ di chuyển sang một cái tuyến phố khác. Tuyến phố này thì nằm đối diện cái ga tàu điện. Ở đây thì muốn di chuyển giữa các cái thành phố thì có thể sử dụng mua một cái vé tàu điện khoảng vài chục đài tệ, khoảng vài chục ngàn đồng tiền Việt Nam thôi. Muốn có thể đi lên trên thành phố Đài Bắc hoặc là xuống Cao Hùng thì việc di chuyển rất là dễ dàng. Và mọi người có thể thấy là rất nhiều bảng hiệu ở đây được phiên âm bằng tiếng Việt. Đối diện Phong nha, sẽ là một cái quán cà phê.
Đây là một cái quán cà phê thuần túy về việc là hát cho nhau nghe, có cà phê ca nhạc buổi tối dành cho người Việt để giải trí. Kế bên này là những cái hàng quán nữa này, có bán anh chị. Ở đây có quán có tên là Ốc Hương, bán ốc, các loại ốc như ở Việt Nam luôn, rất là nhiều ha. Mình sẽ đi qua đường đây. Còn góc bên này bán một cái ẩm thực, đó là ẩm thực quán Thái Bình, ẩm thực Việt Nam luôn đó. Ở đây thì người Hà Nội, người Thái Bình, người Nghệ An, người Thanh Hóa rất nhiều vì qua đây lao động. Còn một quán kia nữa là Thùng Ẩm Thực Hà Nội, bán bia hơi Hà Nội nè, rồi bán các cái món như dồi, lòng, mắm tôm, những cái món chuyên về nhậu nhẹt. Còn xa xa bên kia là một cái quán có tên là quán Quê Hương. Phần lớn là mình để ý nha, các cái quán ăn ở bên này á đều những cái đặt tên những cái gợi nhớ, những cái ký ức về quê hương, nguồn cội, như là quê hương, rồi hương đồng, rồi quán quê, quán Việt Nam, đều nhắc những cái tên mà gợi ý về cái quê hương của mình. Và phía sau lưng Phong cũng là một cái tiệm làm móng nối mi phun xăm, cũng của người Việt Nam luôn, mọi người thấy không, ở cái bảng màu trắng á. Việt Nam qua đây làm rất là nhiều nghề. Đối với các cái cô dâu á qua đây cưới chồng thì sau này họ làm nail là một cái nghề lựa chọn, và rất là nhiều người thành công ở tại Đài Bắc, Đài Trung và Đài Nam. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển một xíu nữa rồi kết thúc đoạn clip này nha. Ở bên này có một cái món đặc sản, đó là bún đậu mắm tôm. Mắm tôm ở đây được rất là nhiều người ưa chuộng và được rất là nhiều người lựa chọn làm một cái món ăn uống. Ở phía trên lầu là một cái quán cà phê, cũng là hát cho nhau nghe, phục vụ cho người Việt Nam. Và đây nữa nha mọi người, một cái tiệm làm nail. Bây giờ là cũng buổi tối rồi, tiệm không còn hoạt động nữa. Và đây những cái công việc chính của các cái người phụ nữ qua đây cưới chồng Đài Loan thì thường thường là làm nail nè, phục vụ quán ăn hoặc là chủ ăn. Thì vì vậy thì qua đây những cái ngành nghề như thế này được phát triển thịnh hành do chính người Việt. Và chia sẻ thêm một mọi người á, là bên này người Đài Loan vẫn làm nghề nail, nhưng mà họ không có kỹ thuật, không giỏi như người Việt Nam. Cho nên là đối với khách á, là người Đài họ rất thích thợ Việt Nam làm cho. Còn bên đây nữa nè, ở đây cũng là một cái quán ăn Việt Nam luôn. Chắc có lẽ là chị chủ là người miền Bắc, cho nên mình thấy cái phong cách phục vụ cũng, menu cũng là ẩm thực Bắc luôn. Quán ăn Việt Nam Như Quỳnh. Và ở đây thì gần như là mọi người đi một đoạn ngắn thôi, nãy giờ mình di chuyển chưa được một cây số mà đã bắt gặp gần cả 30-40 quán ăn Việt Nam rồi. Điều này minh chứng rằng là mỗi quán mỗi ngày phục vụ khoảng 100 khách đi, thì mọi người nhân lên một cái đoạn ngắn như vậy á, 30 quán thì tương đương với số lượng khoảng 3.000 khách đến đây ăn. Và chưa kể là các cái quán khác, các cái tuyến phố khác. Và đây chỉ là một góc nhỏ thôi. Điều này có thể thấy rằng là đây có thể là một trong những cái nơi cộng đồng người Việt sinh sống nhiều nhất ngay tại thành phố Đào Viên, Đài Loan. Và trong các cái ngày tới thì Phong sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người về cuộc sống của người Việt ngay tại xứ Đài như thế nào. Có 3 nhóm nha, xin nhắc lại với mọi người. Thứ nhất là những người, đặc biệt là những người thiếu nữ ở làng quê qua Đài Loan với một cái hy vọng đổi đời, đó là cô dâu Đài. Thứ hai là những người hợp tác lao động. Thứ ba là những người qua đây mục đích là để lao động nhưng mà không hợp pháp, gọi là lao động chui á. Thì ba nhóm như vậy đang hoạt động tại Việt Nam, tại Đài Loan. Và đặc trưng nhất á, là những cái người mà qua đây cưới chồng các cô dâu á, và đã khởi nghiệp và phát triển ở Đài Loan cực kỳ thịnh vượng. Và bây giờ thì xin phép kết thúc đoạn clip tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.